Vâng, kính thưa quý vị khán giả, đối với điều trị u não, trước kia thì đây là một cái căn bệnh được coi là thách thức nan y. Và ngày nay thì u não ở các vị trí thì đa phần là đều được tiếp cận điều trị bằng ba phương pháp chính, đó là phẫu thuật, trị hóa chất và điều trị xạ trị đối với những trẻ lớn trên 3 tuổi, đặc biệt là trên 5 tuổi. Và đối với cái có những cái điểm mới gần đây, nhất là những cái khối u nguyên tủy bào, thì tại bệnh viện ca chúng tôi cũng đã triển khai những cái xét nghiệm mới để phân loại dưới nhóm để đánh giá cái hiệu quả đáp ứng điều trị và giúp cho tiên lượng các bác sĩ sẽ dùng các loại thuốc mà sát hơn với cái nhóm phân dưới nhóm của cái điều trị. Về mặt tiếp cận các cái chẩn đoán thì một số trường hợp trước kia thì chúng tôi phải mổ mở thì mới có được cái mô bệnh học, thì ngày nay thì với ứng dụng của hệ thống dẫn đường thì chỉ cần chúng tôi chỉ cần rạch ra khoảng 2 cm khoan xương sọ một lỗ thôi, sau đó có kim hay có hệ thống dẫn đường mà sinh thiết chính xác bệnh phẩm ở vị trí rất sâu. Ví dụ một số trường hợp đầu tuyến tùng trước kia là phải mổ rất là lớn, bây giờ thì chỉ ở sinh thiết, thì sau đó là chúng ta có bệnh phẩm, chúng ta đi vào cái hướng điều trị giảm cái thời gian chẩn đoán cũng như là cái nâng cao hiệu quả điều trị. Về mặt phẫu thuật đối với các cái khối u thì ngày nay ngoài cái vấn đề là phẫu thuật bằng dây kính nút thì phẫu thuật dây kính vi phẫu thì đã nâng cao cái hiệu quả điều trị. Bên cạnh đó chúng tôi cũng triển khai một số trường hợp sẽ ứng dụng là cái tiêm cái huỳnh quang tăng sáng để tiêm cái chất chỉ thị thần kinh ICG trong mổ, thì giúp làm tăng cái khả năng lấy khối u trong quá trình lấy u. Về mặt điều trị xạ trị thì ngày nay với những bước tiến mới, đó là phối hợp với bác sĩ gây mê thì chúng tôi cũng đã triển khai là xạ trị dưới gây mê những cái trẻ lớn mà những cái tổn thương rất là đặc biệt. Thì chúng tôi cũng có thể triển khai một số trường hợp chúng tôi triển khai điều trị bằng gamma knife là phương pháp hiện đại nhất thế giới bây giờ. Về hóa chất thì cũng có những cái thuốc hiện tại thì cũng rất là bác sĩ Thanh chia sẻ thêm để có những cái thuốc gì mới chia sẻ về cập nhật điều trị. Xin mời bác sĩ Thanh ạ. Dạ vâng. Về các phác đồ điều trị hóa chất thì tại hiện tại bệnh viện ca thì cũng đầy đủ các cái hóa chất để điều trị cho các bạn bệnh lý u não ở trẻ em, và rất nhiều những cái phương pháp, những cái hóa chất mới tân tiến, ví dụ như là temozolomide thì cũng rất là có sẵn ở bệnh viện ạ. Vâng, và các cái thuốc này điều trị thì đã có bảo hiểm y tế thanh toán hay chưa thì bác sĩ Thanh cũng chia sẻ giúp cho mọi người. Hầu hết thì các cái phác đồ hóa chất ở trẻ em, u não trẻ em thì đều được được thanh toán bảo hiểm y tế ạ. Và có một số các cái hóa chất mà điều trị đích thì sẽ tùy thuộc vào từng loại u và phân độ giải phẫu bệnh, thường thì là độ cao thì sẽ được bảo hiểm y tế thanh toán ạ. Vâng.